FPT Smart Home, nâng tầm phong cách sống. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc cảm biến cửa chuẩn Zigbee nằm trong hệ sinh thái của FPT Smart Home nha. Thì trên tay mình đang có một bộ cảm biến cửa này, thì bao gồm hai tiếp điểm, bảng vi mạch và bên này cục nam châm. Đây là sẽ là vỏ hộp này, vỏ hộp ghi là cảm biến cửa, hay còn có tên gọi khác tiếng Anh là dock sensor. Thì ở đây nó sẽ có bao gồm là kết nối chuẩn Zigbee này, kích thước này, loại pin này và nhiệt độ này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cảm biến cửa này vào hệ sinh thái RoboLite của FPT Smart Home nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ mở điện thoại lên và sử dụng mở phần mềm RoboLite. Tại màn hình home trang chủ thì các bạn chọn vào cái biểu tượng dấu cộng cho mình. Đó, rồi chọn thiết bị. Sau đó chọn vào chuẩn kết nối, thì hiện tại cái cảm biến cửa này nó đang sử dụng cái chuẩn kết nối là Zigbee, chúng ta chọn Zigbee. Sau đó chúng ta tiếp tục chọn vào USB Zigbee nhé. Thì ở đây nó sẽ list ra một số thiết bị như này, thì mình chọn đúng một thiết bị cảm biến cửa cho mình. Đây, nó sẽ đếm ngược dây này. Thì tại cái cục mạch điều khiển này thì sẽ có một phím config như này. Thì các bạn nhấn làm sao? Nhấn giữ config, nhấn vào giữ nhé. Và nút config này tới khi đèn sáng xanh, nháy xanh thì các bạn nhả tay ra này. Mình sẽ giữ này. Đó, khi nháy xanh thì chúng ta nhả tay ra nhá. Thì trên điện thoại nó sẽ scan ra và phát hiện ra. Đó, thì các bạn chọn và cài đặt ngay. Ở đây thì mình có thể chọn phòng ngủ hay phòng khách cũng được. Đối với thiết bị cảm biến cửa thì mình sẽ thông thường sẽ lắp ở phòng khách, thì mình sẽ chọn vào phòng khách nhé. Chọn hoàn thành này. Chọn kết thúc. Như vậy là chúng ta đã kết nối thành công. Thì ở đây phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một phần là setup cái ngữ cảnh, hay còn gọi là tự động hóa, để có thể sử dụng được cái chiếc cảm biến cửa này. Có thể áp dụng vào những cái trường hợp như là cảnh báo trộm chẳng hạn. Thì ở đây mình đang có một chiếc ốp cắm này, ốp cắm thông minh. Đây, và nó đang tích hợp thông qua một cái bộ còi hú ở đây. Thì mình sẽ cắm vào đây cho các bạn thấy nhé. Đây, mình sẽ còi hú, và rồi mình sẽ đặt cảnh báo ở khu vực nút cửa ra vào cho mình chẳng hạn. Thì làm sao để thiết lập được cái ngữ cảnh này? Thì tại cái màn hình trang chủ của cái ứng dụng RoboLite, chúng ta chọn vào cái mục tab tự động hóa. Đó. Chọn vào biểu tượng dấu cộng ở góc bên phải. Chọn vào biểu tượng trạng thái cửa. Thì đối với thiết bị cảm biến cửa này, nó sẽ có hai trạng thái là trạng thái mở và trạng thái đóng. Chúng ta setup cả hai ngữ cảnh nhé. Chọn vào trạng thái mở đầu tiên này. Đó. Sau đó thì mình thêm thực hiện thực lệnh. Thì ở đây mình sẽ điều khiển chiếc ổ cắm thông minh là sẽ bật lên. Khi chọn đại cửa mật mở ra thì mình sẽ bật lên. Chọn lệnh đối tượng điều khiển này, chọn vào ổ cắm. Đó, chọn có thể điều khiển trễ hoặc là có thể chọn khung giờ được, bất kỳ được, thì hiện tại mình sẽ sử dụng luôn. Chọn hoàn thành. Tiếp theo sẽ ở một trạng thái thứ hai là trạng thái đóng. Thì mình vừa rồi là mình sẽ đã setup cái trạng thái mở rồi. Bây giờ mình sẽ thiết lập trạng thái đóng. Tiếp tục là chọn thêm, chọn trạng thái cửa, chọn cảm biến cửa, chọn vào đóng này. Thì đây mình sẽ dùng cái lệnh là lệnh tắt, tắt cái cảm biến cửa, tắt cái ổ cắm đi. Thì trong trường hợp như nó báo động lên này, cái thiết bị này nó sẽ ổ cắm bật lên, nó báo động đi, và khi mình đóng cửa lại thì nó có thể tắt đi được. Thì đối với cái lệnh này thì mình sẽ thêm một cái lệnh nữa là sau khi đóng cửa sẽ tắt khoảng trễ khoảng đến 5 giây đi, 5 giây nhé. Giờ đóng cửa xong 5 giây sau thì mới tắt được cái hú đi. Đó, như vậy là mình đã thiết lập rồi nhé. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Đây là cái thiết bị cảm biến cửa này. Khi mà cảm biến cửa này mở ra thì cái sẽ tác động lên gửi về thiết bị bộ trung tâm này. Từ bộ trung tâm này sẽ gửi sang ổ cắm và bật ổ cắm lên, và sẽ còi báo hụm này cấp nguồn vào thì sẽ có kêu lên và hú lên. Đây, mình sẽ thực hiện nhé. Thì sau khi đóng vào thì khoảng 5 giây sau nó mới tắt cái còi hú này. Vậy thì mình sẽ thử cho các bạn thấy này. Mình mở ra này. Thêm một phần nữa là các bạn có thể thiết lập trong cái mục tự động hóa này, này thì các bạn có thể chọn thông báo, chọn nhận thông báo nhé, phát hiện thông báo này từ cảm biến trên cửa này về điện thoại của mình, tần suất là 15 giây hay là 10 giây.
Đó. Thì ở đây mình sẽ chọn ở đây. Thì khi mà mình mở cửa ra ấy, khi mà mình mở cửa ra thì nó sẽ có thông báo về điện thoại của mình. Chọn thông báo này. Mình sẽ mở thêm cái phần Google Live cho mình nữa. Đây, chọn thông báo này. Thì mình sẽ chọn là bật âm thanh lên nhé. Mặc định này, hiển thị trên màn hình này, thông báo rung này, ok, mặc định. Thì ở đây mình sẽ thử nhé, mình sẽ mở cái tiết điểm cửa này ra và cái điện thoại nó sẽ thông báo cái màn hình cho mình này. Và cái còi hú nó cũng kêu nhé. Đó.